2K6 xuất phát sớm, đừng quên like và share video để nhận bộ tài liệu tác giả tác phẩm miễn phí nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Giống với tất cả những cái phần trước mà chúng mình đi tìm hiểu về tác phẩm thì các bạn chú ý cho chị rằng là với bất cứ một phần nào chúng ta sẽ cùng với chị tìm hiểu phần đầu tiên, một là mã tìm hiểu chung, và trong phần này chúng mình sẽ cùng với nhau lướt qua những thông tin quan trọng về tác giả và tác phẩm, và tất cả những cái điều mà chị sẽ cùng với các bạn lướt qua sau đây nó sẽ là yếu tố để giúp các bạn có thể viết được luận điểm 1. Ok, nhất trí. Phần 1 là mã này, tìm hiểu chung. Một nhỏ, chúng mình cùng nhau tìm hiểu về tác giả nhé. Khi nhắc đến tác giả Nguyễn Tuân thì các em ơi, các bạn có ấn tượng gì về tác giả Nguyễn Tuân? Trong đầu các bạn nhảy luôn một cái từ nào để miêu tả về tác giả này thì các bạn có thể comment để cho chị biết nhé. À, ở đây thì chị thấy có nói là Phạm Hà thi thoảng em cứ bị dùng cả văn nói vào văn viết. Nếu mà như thế, mình đã biết mình như thế thì khi viết mình sẽ ý thức hơn. Sau khi viết xong thì em sẽ dành một khoảng thời gian từ 5 đến 7 phút để đọc lại bài, sau đó thì soát hết tất cả những cái lỗi trong bài. Nếu như phát hiện mình đang dùng văn nói ở phần nào thì mình sẽ viết lại cái phần đấy đi và chỉnh sửa bằng cái giọng văn viết của mình. Thế là được mà. Mình đã ý thức được thì mình sẽ làm được và mình sẽ sửa được, nên em yên tâm nhá. À, ở đây này, ngông nghênh theo đuổi chủ nghĩa xê dịch này, tài hoa uyên bác này, người phu chữ này. Rồi ôi, có lẽ là với tất cả những cái từ khóa như thế này nữa thì có lẽ là chúng mình sẽ chẳng phải học về Nguyễn Tuân cùng với chị nữa đâu. Bởi vì chị thấy là các bạn đã nắm rất là chắc rồi. Thật sự luôn. Rồi, bậc thầy ngôn từ có lối chơi bằng văn chương ạ, chính xác. Nhưng có lẽ là với những cái phần đó chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu khi chúng ta nói về phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Nhưng trước tiên, có lẽ rằng khi đi tìm hiểu về tác giả thì các bạn chú ý thêm cho chị cái ý đầu tiên. Chúng mình sẽ đi tìm hiểu về phần tiểu sử và con người, được không nào? Về phần tiểu sử và con người thì các bạn có thể ghi nhớ cho chị những ý sau nhé. Nhà văn Nguyễn Tuân sinh ra ở phố Hàng Bạc, Hà Nội. Đó, nhớ cho chị cái điều đấy. Nhưng mà nhắc nhớ để biết thôi, những cái điều quan trọng nhất khi mà chị muốn nói về tiểu sử và con người Nguyễn Tuân thì chị muốn đề cập đến yếu tố gia đình. Bởi gia đình là một trong những cái nôi hình thành nên tính cách của nhà văn, và chính cái điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới phong cách nghệ thuật của tác giả sau này. Thứ nhất, về mặt gia đình thì Nguyễn Tuân được sinh ra trong một gia đình nhà nho, và lúc bấy giờ thì Hán học đã tàn. Gia đình thì ông sinh ra và trưởng thành trong một gia đình nhà nho. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho. Và lúc bấy giờ thì Hán học đã tàn. Tại sao lại Hán học đã tàn? Bởi vì chúng ta nhớ rằng là cái thời mà Nguyễn Tuân sinh sống là sinh vào năm 1910. Thì các bạn xác định cho chị khoảng thời gian đấy là đầu thế kỷ 20. Và lúc bấy giờ thì có một cái sự kiện có lẽ là chúng ta đều biết và đều nhớ, đấy là Pháp xâm lược. Và lúc đấy là sự chuyển giao giữa văn học trung đại và văn học hiện đại. Thế nên là ông sinh ra trong một gia đình, sinh ra và lớn trong một gia đình nhà nho. À, và lúc này thì Hán học đã tàn. Nhiều bạn bây giờ sẽ thắc mắc bảo chị là sao tự nhiên chị lại đề cập đến yếu tố gia đình như thế này. Em thấy nó chẳng có gì quan trọng cả. Đây, nó sẽ quan trọng như thế này này. Sinh ra trong một gia đình nhà nho khi Hán học đã tàn, chính vì thế ngay từ tầm bé Nguyễn Tuân đã được nuôi dưỡng và trưởng thành trong cái nề nếp của truyền thống văn hóa dân tộc. Chính vì thế mà những cái nếp văn học cổ, những cái nếp cổ truyền, những cái phong tục, những cái tập quán, những cái nề nếp đó đã được đi ăn sâu vào trong máu thịt của nhà văn Nguyễn Tuân. Thế nên chúng ta mới thấy được rằng những cái sáng tác vào khoảng trước của Nguyễn Tuân với tập truyện Vang Bóng Một Thời kể về những câu chuyện về những nếp ăn, nếp ở, nếp sinh hoạt, những cái phong tục của một thời sắp tàn và chuẩn bị chuyển giao bởi một giai đoạn mới, đó là những cái hoàng hóa của phương Tây ồ ạt tiến vào. Thì đấy là các bạn thấy được rằng nó đã ảnh hưởng tới phong cách sáng tác, ảnh hưởng đến sự nghiệp sáng tác, bởi vì chính cái yếu tố gia đình này nó đã được
thể hiện rất là rõ trong những cái sáng tác của Nguyễn Tuân sau này. À, đã được nuôi lớn, Nguyễn Tuân đã được nuôi lớn trong môi trường, trong môi trường với cách ăn, chơi, sinh hoạt cổ truyền. Cũng nói về yếu tố gia đình thì cũng có một cái phần thông tin rất là quan trọng để giải thích cho vì sao Nguyễn Tuân lại là một con chiên của chủ nghĩa xê dịch. Thì nó sẽ bắt nguồn từ yếu tố gia đình này các bạn ạ. Nguyễn Tuân sinh ra ở phố Hàng Bạc, Hà Nội. Ấy thế nhưng trong quá trình thời niên thiếu thì ông đã cùng gia đình di chuyển khắp các tỉnh miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Và chính vì thế, ngay từ bé, Nguyễn Tuân đã được thỏa mãn cái thú xê dịch khắp nơi. Và chính vì thế, mãi về sau này, hoàn cảnh, điều kiện gia đình đã tạo cho ông đã có thú xê dịch ngay từ nhỏ như thế. Thế nên sau này chúng ta mới giải thích được vì sao rằng Nguyễn Tuân đã trở thành một con chiên của chủ nghĩa xê dịch là như vậy. À, theo gia đình, di chuyển khắp các tỉnh miền Trung, và chính vì thế mãi về sau này chúng ta thấy được rằng biết đến Nguyễn Tuân với là với một người theo chủ nghĩa xê dịch. Để cho nào, chủ nghĩa xê dịch. Rồi, đến bây giờ thì các bạn lý giải vì sao chúng ta thấy được rằng cứ nói đến Nguyễn Tuân là nói đến chủ nghĩa xê dịch chưa? Là bởi vì từ bé ông theo gia đình di chuyển khắp các nơi, khắp các tỉnh miền Trung, gia đình đã tạo điều kiện cho Nguyễn Tuân ngay từ thời niên thiếu đã thỏa mãn cái thú xê dịch. Rồi, đấy là về gia đình. Nhưng quan trọng hơn cả thì có lẽ chúng ta cần nói đến tính cách và con người của nhà văn này nhé. Khi nhắc đến Nguyễn Tuân thì có lẽ là con một nhà văn, một người nghệ sĩ tài hoa uyên bác. Được chưa nào? Đấy là cái ý đầu tiên các bạn nhớ cho chị. Một nhà văn, một người nghệ sĩ tài hoa và uyên bác. Đó, đấy là ý đầu tiên khi chúng ta nói về tính cách và con người của nhà văn Nguyễn Tuân. Và cái thứ hai thì chúng ta có thể nhớ đấy là một con người suốt đời đi tìm cái đẹp. Chính vì thế mà sau này với các giai đoạn sáng tác của Nguyễn Tuân thì cái đẹp đã trở thành một sợi chỉ đỏ xuyên suốt và nó đã thống nhất phong cách sáng tác của Nguyễn Tuân cả trước và sau cách mạng là vì thế. Bởi vì vốn dĩ con người của ông là một người chuộng cái đẹp, suốt cả một đời đi tìm cái đẹp, cái thật, nói theo cách của Nguyễn Đình Thi là như vậy. Rồi, tiếp theo, ý thứ ba, các bạn nhớ cho chị, Nguyễn Tuân là một người có ý thức về cái tôi cá nhân rất là cao. Ý thức về cái tôi cá nhân cao. Chính vì thế, đối với Nguyễn Tuân, việc viết văn để khẳng định cái cá tính ngông ngạo của mình, cái cá tính độc đáo của bản thân. Chính vì thế mà chúng ta mới nói rằng Nguyễn Tuân là một người ngông. Bởi vì chính vì ông nhận thức được cái tôi của mình, cái tôi đấy, cái ý thức cái tôi rất là cao. Thế nên rằng cái việc Nguyễn Tuân viết văn là để khẳng định cá tính độc đáo, khẳng định cái tôi ngông ngạo là như vậy. Rồi, ý tiếp theo chúng ta nói về con người và tính cách của Nguyễn Tuân thì có lẽ rằng sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn học này, rồi là sống trong một môi trường với những cách ăn, cách chơi, sinh hoạt cổ truyền như thế, rồi lại được đi cùng với gia đình di chuyển khắp nhiều nơi như vậy. À, chính cái sự di chuyển khắp các tỉnh miền Trung như thế cho chúng ta thấy được rằng đã ảnh hưởng đến tính cách của nhà văn Nguyễn Tuân. Trong Nguyễn Tuân là một con người phóng túng tự do, ham mê thanh sắc, thích đi đây đi đó để thỏa mãn, ngắm nhìn cái đẹp. Đó là một người tự do, phóng khoáng. Là một người tự do, phóng khoáng. Tự do, phóng khoáng. Rất thích đi để làm gì? Để tìm cái đẹp. Đó, rất thích đi.
chỉ nhằm một mục đích duy nhất thôi, tìm cái đẹp. Đó. Và cuối cùng, các bạn nhớ cho chị, ông còn là một nhà văn. À, chị xin lỗi các bạn, chị cái ý này chị nói rồi. Nhà một người nhà văn, một người nghệ sĩ tài hoa bên Bắc đây rồi. Chốt lại, vậy thì với Nguyễn Tuân thì các bạn chú ý cho chị 1, 2, 3 và 4 ý sau. Tức là những cái ý này thì chúng mình có thể cho vào phần luận điểm 1 về tính cách và con người. Một nhà văn, một người nghệ sĩ tài hoa uyên bác, một con người suốt đời đi tìm cái đẹp và cái thật, là một người có ý thức về cái tôi rất là cao. Ông viết văn để khẳng định cái tôi độc đáo của mình. Sinh ra trong một gia đình di chuyển khắp các tỉnh miền Trung như vậy, thế nên đã hình thành cái tính cách của Nguyễn Tuân sau này. Ông tự do phóng khoáng, ông thích đi nhiều nơi để tìm những cái mới lạ, tìm những cái ham mê thanh sắc, để nhằm một cái mục đích duy nhất thôi, đấy chính là tìm cái đẹp. Thì nó cũng xuất phát từ con người, những cái yếu tố đó nó liên quan và ảnh hưởng đến nhau. Và chính những cái điều đó nó sẽ giúp Nguyễn Tuân sau này, do chúng ta hình thành được cái sự nghiệp sáng tác sau này của Nguyễn Tuân, chúng ta sẽ có cái nhìn rằng à, những cái vấn đề mà chúng mình đang cùng với chị tìm hiểu ở đây, nó sẽ ảnh hưởng tới phần 2 nhỏ. À, phần này là phần B, chị xin lỗi các bạn nhé. B, sự nghiệp sáng tác. Khi nói về sự nghiệp sáng tác thì chị sẽ cùng với các bạn nói rõ hơn, sẽ tìm hiểu rõ hơn tất cả những cái yếu tố chị em mình vừa tìm hiểu với nhau, nó có liên quan mật thiết tới sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân. Các bạn có biết không, khi mà nhà văn Nguyễn Tuân xông vào trường văn bút trận, ông không phải là thành công ngay đâu các em ạ. Với những tác phẩm đầu tay, ông đã thực hiện có thể là trải nghiệm qua rất là nhiều những cái thể loại, thơ cũng có, bút ký cũng có, chuyện cũng có, là chuyện ngắn phê phán nhá, cũng có. Nhưng mà những cái tác phẩm thời đầu của Nguyễn Tuân, khi Nguyễn Tuân mới cầm bút, thì không gây được tiếng vang trong văn đàn. Và để rồi mãi đến sau này, vào năm 1938, Nguyễn Tuân dường như tìm ra được sở trường của mình. Và lúc bấy giờ, ông bắt đầu có những sáng tác vô cùng thành công, với Một chuyến đi, với Thiếu quê hương, với Vang bóng một thời. Và tất cả điều đó đã ghi dấu ấn của Nguyễn Tuân trên văn đàn và trong lòng bạn đọc và cả chúng ta bây giờ nữa. Nói về sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Tuân thì các bạn nhớ cho chị, chúng mình lấy dấu mốc vào năm 1945, cũng giống như các nhà văn khác thôi. Và năm 1945 này là cái năm mà chúng ta thấy là đất nước Việt Nam đã được độc lập, được Bác Hồ đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và chính vì như thế, chúng ta sẽ lấy dấu mốc này cho Nguyễn Tuân và cũng có thể nói là cho các tác giả khác nữa, để chúng ta khẳng định cái sự nghiệp của mỗi tác giả. Với Nguyễn Tuân thì chia ra làm hai giai đoạn, trước và sau cách mạng. Thì các bạn chú ý cho chị, trước cách mạng, nếu như học về trước cách mạng thì chị tin là các bạn đã nắm rất chắc, bởi vì ở lớp 11 chúng mình đã học Nguyễn Tuân trước cách mạng qua chuyện ngắn Chữ người tử tù rồi, đúng không? Thì ở phần này, nếu như nói về Nguyễn Tuân trước cách mạng thì các bạn nhớ cho chị, ông có 3 đề tài chính. Đề tài thứ nhất là viết về những chuyện vang bóng. Vang bóng một thời. Và cái chuyện vang bóng một thời của Nguyễn Tuân là nói về cách ăn, cách chơi, cách sinh hoạt, các phong tục tập quán của một thời chuẩn bị tàn. Đó. Và cái vang bóng đó, các bạn có biết vì sao lại có sự vang bóng đó không em? Các em biết vì sao mà Nguyễn Tuân lại viết chuyện về một cái thời vang bóng không, mà không giống như Nam Cao, không giống như Ngô Thất Tố là phản ánh hiện thực xã hội? Các bạn có biết vì sao không? Ở đây là tất nhiên là em có chứ à. Rồi, thì có lẽ là chị sẽ giải thích thêm một chút xíu chỗ này nữa, nhắc nhớ lại một chút kiến thức cũ khi mà chúng ta học về Nguyễn Tuân trước cách mạng nhé. Nguyễn Tuân trước cách mạng thì ông viết về một thời vang bóng, bởi lẽ là khi mà thực dân Pháp vào xâm lược nước ta, ông bất mãn trước hiện thực đó, nhưng ông cũng chẳng làm gì được. Thế nên ngòi bút của ông đã hướng về những cái thời xa xưa xưa cũ. Chính vì thế, tìm về những cái thời xưa cũ đó như một cách trốn chạy, để không phải chứng kiến những cái hiện thực đau lòng. Nhưng mà dẫu cho là Nguyễn Tuân tìm về một cái thời vang bóng đó, nhưng sâu xa, sâu trong cùng cái tấm lòng của Nguyễn Tuân thì chúng ta cũng thấy là ông mang bất mãn với thời cuộc mà. Thì cái sự bất mãn đó cũng chính là cái sự thể hiện của một tấm lòng thương dân và yêu nước, cũng giống như Nam Cao thôi. Nam Cao phản ánh chế độ phong kiến rồi thực dân Pháp đàn áp rồi bóc lột như thế nào. Thì với Nguyễn Tuân không đề cập đến cái đó. Nhưng chúng ta cũng thấy được cái sự bất mãn trong những cái ngòi bút, trong những cái tác phẩm của ông. Thì đó cũng thể hiện được cái tấm lòng của Nguyễn Tuân đối với dân, đối với nước, đối với những con người Việt Nam là như vậy.
À, đề tài số 2 mà chúng mình có thể kể tới đó là chủ nghĩa xê dịch. Trong những cái tác phẩm của Nguyễn Tuân thì ông thiết viết về Thiếu quê hương một chuyến đi, là những cái tác phẩm viết về cái cuộc dịch chuyển và du hí qua những cái nơi, qua những con đường khác nhau, qua những đất, qua những tỉnh khác nhau, để rồi từ đó Nguyễn Tuân tìm ra những cái vẻ đẹp. Thì đấy là Thiếu quê hương. Còn ở đó có một cái đề tài nữa. Vào cuối năm 1941 thì ngòi bút của Nguyễn Tuân dường như đang có sự khủng hoảng. Thế nên rằng ông đã giải thoát, ông đã trốn chạy bằng cách là tìm vào những cái cuộc sống, đời sống trụy lạc. Thì đó là cái đề tài số 3 mà Nguyễn Tuân viết trước cách mạng. Được chưa nào? Nhớ cho chị là như vậy, nhắc nhớ lại một chút kiến thức thôi. Nhưng cái quan trọng nhất mà chị muốn chú ý với các bạn ở đây, đấy chính là cái sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Tuân sau cách mạng. Bởi vì chúng ta học về Người lái đò sông Đà, mà Người lái đò sông Đà các bạn biết là được viết vào năm bao nhiêu? Chắc chắn là sau cách mạng rồi. Thế nên là các bạn chú ý cho chị về sự nghiệp của Nguyễn Tuân sau cách mạng, để chúng mình có thể viết tốt cái phần tác giả tác phẩm. Khi nếu như đề bài yêu cầu chúng mình phân tích một cái gì đó về về bài Người lái đò sông Đà này nhá. Rồi, sau cách mạng thì chú ý cho chị rằng dường như lúc này ngòi bút của Nguyễn Tuân chuyển hướng. Ông dùng ngòi bút của mình để phục vụ kháng chiến, để phục vụ dân tộc. Mang ngòi bút của mình để phục vụ kháng chiến. Phục vụ kháng chiến. Phục vụ kháng chiến, phục vụ cuộc đấu tranh của dân tộc. Và quan trọng hơn cả, chúng ta thấy ngòi bút của Nguyễn Tân sau này còn làm gì? Ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước. Dùng để ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước. Ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước và con người lao động trong thời kỳ mới. Xong. Đấy nhá, chúng mình nhá. Với Nguyễn Tuân sau cách mạng thì các bạn nhớ cho chị điều đó. Và bây giờ chúng mình cho chị cái ý số 3. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về phong cách sáng tác, hay nói cách khác là phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Cái phần này thì các bạn phải thực sự chú ý, bởi vì khi mà chúng mình đi thi trong cái đề nghị luận văn học sẽ luôn luôn có một phần yêu cầu phụ. Và trong phần yêu cầu phụ, khi nói đến Người lái đò sông Đà thì chắc chắn rồi, có một cái phần câu hỏi mà chúng mình có thể không thể nào bỏ qua, đấy chính là nhận xét về phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân. Vậy thì phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân là cái gì, được thể hiện qua những phương diện và yếu tố nào? Thì các bạn cần phải chú ý cho chị những cái cộng đầu dòng sau. Thứ nhất, Nguyễn Tuân là một cây bút sở trường về thể tùy bút, được chưa nào? Thể loại sở trường. Tùy bút. Xong. Ý thứ hai, khi nói về phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân thì các bạn nhớ cho chị. Là một người đi tìm cái đẹp và cái thật. Thế nên là dù viết về bất cứ đề tài nào thì Nguyễn Tuân cũng sẽ khai thác và ngắm nhìn thế giới và con người trên góc độ văn hóa, và con người thì theo tiêu chuẩn của người nghệ sĩ. Thì điều này sẽ lý giải đây. Một con người suốt đời đi tìm cái đẹp này thì nó ở tính cách và con người rồi. Và chính cái điều nó sẽ ảnh hưởng đến phong cách sau này. Thế nên rằng dẫu viết về đề tài nào đi chăng nữa, dù là viết về đề tài nào, thì Nguyễn Tuân cũng sẽ khám phá con người và thế giới. Khám phá thế giới và con người dựa trên góc độ, trên góc độ nghệ thuật. Đó, được chưa nào? Trên góc độ văn hóa nghệ thuật. Và chắc chắn rồi, cái con người trong sáng tác của Nguyễn Tuân thì sẽ được nhìn nhận, đánh giá theo tiêu chuẩn của người nghệ sĩ. Thế nên chúng ta mới lý giải được vì sao khi mà chúng ta tìm hiểu về ông lái đò ấy,
Ngoài cái vẻ đẹp tài hoa trí dũng thì ông lái đò còn là người nghệ sĩ trong chính công việc của mình. Thì đây, nó được thể hiện ở đây này. Nó được thể hiện qua phong cách nghệ thuật đã định hình ngay từ ban đầu trước khi Nguyễn Tân sáng tác. Vì là một người suốt đời đi tìm cái đẹp, cái thật, nói theo cách của Nguyễn Đình Thi thì nên. Thế nên với bất cứ đề tài nào thì tác giả Nguyễn Tuân của chúng ta đều khám phá con người và thế giới giữa góc độ nghệ thuật và theo tiêu chuẩn người nghệ sĩ là như vậy các em nhá. Hiểu về phần đấy rồi thì chúng ta có thể lý giải được rằng vì sao cái ông lái đò, một người lao động rất bình thường như thế, nhưng mà qua lăng kính chủ quan của Nguyễn Tuân thì lại hiện lên là một người nghệ sĩ trong chính công việc của mình. Đó, thì nó đều có sự ảnh hưởng từ phong cách nghệ thuật. Khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ phần này thì khi mà chúng ta phân tích nội dung của văn bản ấy thì các bạn sẽ hiểu kỹ hơn và rõ hơn. Ok chưa nào? Ý thứ hai là một con người tài hoa uyên bác, thế nên ngòi bút của Nguyễn Tuân cũng là một ngòi bút tài hoa và uyên bác. Ông tài hoa ở đâu, ông uyên bác như thế nào? Thì Nguyễn Tuân tài hoa trong việc dựng người, dựng cảnh, tài hoa trong việc sử dụng ngôn ngữ và uyên bác trong việc vận dụng và sử dụng các kiến thức thuộc nhiều ngành lĩnh vực khác nhau. Rồi, đấy là ý thứ ba. Ý thứ tư, khi chúng ta nói về phong cách của Nguyễn Tuân thì các bạn nhớ cho chị, ngòi bút của Nguyễn Tuân là một ngòi bút có thói quen tô đậm những cái phi thường, xuất chúng, gây cái cảm giác mãnh liệt. Vì sao lại như thế? Thì nó bắt nguồn từ cái nguyên do là do nhà văn Nguyễn Tuân là một người mang tính cách tự do phóng khoáng, thích đi tìm những thanh sắc lạ. Chính vì thế, khi viết vào trong những tác phẩm của mình thì ông luôn luôn có thói quen tô đậm những cảm giác phi thường. Luôn có thói quen tô đậm những cảm giác phi thường gây cảm giác mãnh liệt. Đó, chị có một cái nhận định rất hay để nói về cái ngòi bút của Nguyễn Tuân mang tính cách tô đậm những cái cảm giác phi thường mãnh liệt này. Thì nói theo cách của giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh thì ông là một nhà văn có tính cách độc đáo của những tình cảm, cảm giác mãnh liệt, của những phong cảnh tuyệt mỹ, của gió, bão, của núi cao, rừng thiêng và của thác gành dữ dội. Nguyễn Tuân không thích viết những thứ êm đềm, Nguyễn Tuân không thích viết những thứ bình thường. Nguyễn Tuân thích viết những thứ mang lại cho người đọc có một cảm giác mãnh liệt, tại vì ông thích tô đậm những cái điều đó lên và nó sẽ ấn tượng trong lòng người đọc. Đó, thì đấy là ngòi bút của Nguyễn Tuân. Và tiếp đó, khi nói về cái giọng văn của Nguyễn Tuân thì các bạn chú ý cho chị, Nguyễn Tuân mang một giọng văn vừa đĩnh đạc, vừa cổ kính, vừa sắc sảo hiện đại. Và đây là một giọng văn rất riêng và chỉ Nguyễn Tuân mới có mà thôi. Chị nhớ cũng có một nhận định rất hay nói về cái giọng điệu của Nguyễn Tuân như thế. Đây, để chị đọc cho bạn nghe nhé. Khi thì trang nghiêm cổ kính, khi thì đùa cợt bông phèn, khi thì thánh thót trầm bổng, khi thì xô bồ bừa bãi, như vừa ném ra trong một cơn say chánh choáng. Khinh bạc đấy, nhưng cũng rất đỗi tài hoa. Và cái giọng văn vừa trang nghiêm cổ kính, vừa hiện đại, vừa trẻ trung, vừa đùa cợt bông phèn đó là giọng văn của một con người hoài nghi tất cả mọi thứ, chỉ tin duy nhất một thứ thôi. Đấy là tin vào cái tình cảm, cái ý nghĩ của chính mình. Ông hoài nghi tất cả mọi thứ, ông chỉ tin chính mình thôi. Thì đấy là giọng văn của Nguyễn Tuân. Vừa trẻ trung, hiện đại, xong cũng rất cổ kính. Đó, thì các bạn chú ý cho chị những cái từ khóa như thế để khi mà chúng ta nhận xét về phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân thì còn có cái mà viết nhá. Rồi, đấy, xong cuối cùng chúng ta có một cái ý nữa để chúng ta làm sáng tỏ cho phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Đấy chính là Nguyễn Tuân, như các bạn nói, là người thợ phu chữ. Thế nên rằng Nguyễn Tuân còn có đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của ngôn ngữ Việt Nam. Ông đã trở thành bậc thầy của ngôn ngữ văn xuôi hiện đại. Đó, trở thành bậc thầy của ngôn ngữ văn xuôi hiện đại.
Rồi. Xong. Và thông qua tất cả những cái cộng đầu dòng mà chị vừa nói với các bạn, từ thể loại sở trường cho đến đề tài, cho đến ngòi bút, cho đến cái ngòi bút luôn luôn tô đậm cái cảm giác phi thường giọng văn, rồi trở thành bậc thầy của ngôn ngữ hiện đại. Tất cả những cái điều đó, đấy là cái nét riêng của nhà văn Nguyễn Tuân, thể hiện qua phần nội dung và nghệ thuật. Một cái lối đi rất là riêng như thế. Nhưng nói tóm lại và gọn, rất là gọn với phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân, thì các bạn nhớ cho chị, nó được thể hiện qua một từ, đấy chính là ngông. Và cái sự ngông đó được thể hiện qua những cái dấu cộng ở phía sau mà chúng mình vừa mới phân tích. Thế thôi nào, đấy là về phong cách của Nguyễn Tuân. Vậy thì xong phong cách của Nguyễn Tuân rồi, thì có lẽ là chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu sang phần 2 về tác phẩm. Ok không? Với phần tác phẩm này thì các bạn nhớ cho chị về hoàn cảnh sáng tác. Trong lớp mình có bạn nào nhớ hoàn cảnh sáng tác của Người hái đào sông Đà không? Một tác phẩm rất rất quan trọng như thế này thì các bạn có nhớ không ạ? Các bạn đâu rồi? Để chị lót lại bình luận xem. Các bạn ơi, các bạn có nhớ hoàn cảnh sáng tác của Người lái đò sông Đà không ạ? À, nhất trí nhá, những cái nhận định mà chị Hiên hay là chị đang đọc để cho các bạn thấy được rằng không chỉ là những cái nhận định hay như thế thì chị và chị Hiên sẽ chụp lại và đăng cho các em, nhất trí nhá, các bạn cứ yên tâm. Ok. Các em ơi, các bạn có còn nhớ là hoàn cảnh sáng tác của Người lái đò sông Đà được ra đời vào năm bao nhiêu không ạ? À, chị Hiên bảo không nhớ là Nguyễn Tuân giận đấy nha. Các em ơi, có còn nhớ không? Bởi vì trong phần tác phẩm muốn viết cái gì thì viết, cái điều quan trọng chị vẫn muốn nhấn mạnh đấy là các bạn phải nêu được hoàn cảnh sáng tác. Nếu như các bạn không nêu được thì các bạn trừ điểm. Thế nên chị muốn nhấn mạnh điều này. Và hoàn cảnh sáng tác của Người lái đò sông Đà là năm bao nhiêu ạ? Các bạn có còn nhớ không? Trong chuyến đi thực tế Tây Bắc vào năm bao nhiêu nhở? Chính xác, chuyến thực tế Tây Bắc là đúng rồi. Nhưng vào năm bao nhiêu ấy? Nhớ cho chị nhá, vào năm 1958, trong chuyến đi thực tế Tây Bắc. Ở đây thì có bạn đang nói với chị là vào năm 1960. Nhưng năm 1960 là hoàn thành cả tập sông Đà cơ. Nhưng hoàn cảnh sáng tác thì ngay là tức là cái hoàn cảnh sản sinh ra cái tác phẩm của chúng ta đang học ấy, thì là vào năm 1958 trong chuyến đi thực tế Tây Bắc. Các bạn rửa sách giáo khoa ra, chị chỉ cho các bạn cái này rất là hay. Trong sách giáo khoa của mình và trong phần tiểu dẫn thì trong sách có nói như thế này: trong cái chuyến đi thực tế Tây Bắc đó, Nguyễn Tuân đã thu hoạch được hai thứ. Thứ nhất, để thỏa mãn cái thú đam mê xê dịch, cái chủ nghĩa xê dịch của Nguyễn Tuân. Thứ nhất là để thỏa mãn điều đấy. Nhưng cái quan trọng hơn, thông qua cái chuyến đi lên Tây Bắc này, thì Nguyễn Tuân chủ yếu để tìm kiếm chất vàng 10 của thiên nhiên, cùng thứ vàng 10 đã qua thử lửa ở tâm hồn những con người lao động. Và chính cái chuyến đi lên Tây Bắc năm 1958 này cho chúng ta thấy rằng Nguyễn Tuân đã tìm kiếm được chất vàng 10, chất vàng của thiên nhiên và chất vàng 10 trong tâm hồn của con người lao động thời kỳ mới. Vậy thì các bạn nhớ cho chị nhé, sau chuyến đi này thì Nguyễn Tuân thu hoạch được nhiều quá, và đồng thời thì nó cũng thỏa mãn cái thú xê dịch mà Nguyễn Tuân luôn luôn khao khát cháy bỏng, được đi khắp nơi đây khắp nơi đó để thỏa mãn cái thú đó, để ngắm nhìn những cái cảnh sắc của đất trời, nhưng rốt cuộc trở lại chỉ với mục đích duy nhất để làm gì? Để săn tìm cái đẹp. Và cái đẹp đối với Nguyễn Tuân, cái đẹp ở thiên nhiên, cái đẹp ở con người, và gọi như Nguyễn Tuân thì đấy là cái đẹp cả vàng 10 đã qua thử lửa, hay là thiên nhiên, ở đây là thiên nhiên đẹp hoang sơ hùng vĩ rồi thơ mộng, thì đấy chính là cái đẹp mà Nguyễn Tuân tìm kiếm. Và để rồi trong Người lái đò sông Đà chúng ta sẽ tìm hiểu và phân tích tất cả những cái vẻ đẹp đó. Ok không nào? Và nhớ thêm cho chị một cái ý số 2 này nữa. Đấy chính là ý số 2: tùy bút Người lái đò sông Đà được in trong tập Tùy bút sông Đà. Và đến bây giờ thì các bạn mới nhớ cho chị cái số 5 là 1960, được chưa nào? Được in trong tập Tùy bút, chị đang bị đánh hoa. In trong tập
Tùy bút, sông Đà. Và lúc này thì mới nhớ con số là 1960. Được chưa nào? Nhớ nhá, đây là hai cái thông tin rất rất là quan trọng mà các bạn cần phải nhớ cho chị. Và đấy chính là từ khóa mà các bạn cần phải nhớ khi mà chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác của người đài đò sông Đà. Vậy thì khi mà tìm hiểu xong phần tiểu sử, xong phần tác giả, phần tác phẩm, thì các bạn nhớ cho chị, chúng mình sẽ vận dụng tất cả những cái điều mà chúng mình vừa mới chia sẻ với nhau. Để làm gì? Để viết luận điểm 1 sao cho thật là hay nhá. Với tất cả những cái thông tin, những cái phần mà chị đang cung cấp và chia sẻ cho các bạn ở đây, thì các bạn sẽ linh hoạt, chúng mình có thể sử dụng làm chất dẫn của phần mở bài, và đồng thời phải sử dụng nó để viết vào phần luận điểm 1. Và nhớ cho chị rằng không được bỏ qua đâu, bỏ qua là chị trừ điểm đấy. Chị trừ điểm thì không sợ, nhưng mà khi mà các bạn đi thi bị thầy cô, bị giám thị trừ điểm mới sợ cơ. Thế nên khi bây giờ học thì hãy nhớ cho chị nhá. Và xong phần này thì chị cũng không yêu cầu các bạn nhớ hết. Chị chỉ mong rằng các bạn nhớ cho chị khoảng độ 2 đến 3 cái ấn tượng của các bạn về Nguyễn Tuân. Có thể là phong cách sáng tác, có thể là về tính cách hay con người gì đấy. Các bạn chỉ cần nhớ cho chị 1, 2, 3 ý. Những cái điều mà các bạn ấn tượng thôi, các bạn không cần nhớ hết đâu. Để chúng mình có thể làm nguyên liệu để viết cho bài viết của mình là được rồi. Ok không nào? 2K6 xuất phát sớm, đừng quên like và share video để nhận bộ tài liệu tác giả tác phẩm miễn phí nhé.